Rồi đây là cái clip hướng dẫn các bạn dịch cái đề thi lý thuyết hàng mẫu số 1. Thì cái đề thi thực tế á, nó cũng giống như vậy. Tức là có 20 câu trắc nghiệm đúng sai. Và đúng thì mình đánh dấu tròn và sai thì mình đánh dấu ít. Và nếu đúng 12 câu thì chúng ta sẽ đậu. Và nếu rớt thì chúng ta sẽ được thi lại một lần nữa. Và nếu rớt nữa thì coi như là về quê sớm ha. Và các bạn lưu ý là cái đề thi thực tế nó sẽ khác với cái đề mẫu này. Và tuy nhiên á, thì nó sẽ lấy một số câu trong này và đổi ý đi một chút Ví dụ trong đề mẫu thì nó nói là hàng điện lớn thì tốt Nhưng mà ra thi thì nó sẽ đổi lại là hàng điện nhỏ thì tốt chẳng hạn Cho nên thay vì học tủ thì chúng ta nên học cách dịch một câu như thế nào Thì khi mà ra thi gặp những câu lạ chúng ta sẽ có thể bình tĩnh và xử lý ha Rồi đầu tiên là câu 1 Yosetsu shitemo henke shinai Thì trước hết là chúng ta phải biết dịch từ đâu ha thì nguyên tắc dịch là dịch từ cuối câu dịch lên và dịch từ sau ra trước. Tuy nhiên thì ở đây có cái ngữ pháp là tê mố, đó là cho dù và nó cũng ngắt dấu phẩy ở ngay đây cho mình luôn. Cho nên là mình sẽ dịch từ tê mố là cho dù vô xích trừ là hàng. Cho dù hàng thì sao? Thì bây giờ sẽ dịch từ cuối câu nè. Sinai là không làm hoặc là không. Rồi không cái gì? Hen kê là biến dạng. Vậy là không biến dạng ha. Rồi dịch lại một lần nữa cho trôi chảy. Đó là cho dù hàng thì cũng không có biến dạng đáp án thì nằm ở trang cuối cùng và chúng ta tự tra nhưng mà câu này là sai vì hàng sẽ làm cho phôi nó biến dạng ha. Rồi, tiếp theo câu 2. Obrapu wa zui no yo ni dai no toketa tokoro de Rồi, ở đây có quá cho nên là ta ưu tiên dịch từ trước quá ha. Obrapu là hiện tượng hàng bị chảy dưới trên phôi Rồi, Chuyên ngành tiếng Việt là gì thì anh cũng không biết nữa nên cứ đọc nguyên là Obrapu luôn ha. Rồi, ô ba lắp bừ quá là thì hay là là. trong cái trường hợp này thì mình dịch là là. Là cái gì thì mình sẽ lần xuống cuối câu mình dịch lên. Đế à rư là đẹp đó. Rồi khi thấy đế à rư ở cuối câu thì mình dẹp luôn, khỏi dịch. Rồi tokoro là nơi. Toketa là tan chảy. Cái gì tan chảy thì ta xem chủ ngữ trước chữ gá. Ai đà là khoảng cách. Nô no là của. Bồ là phôi. Với bi đồ là đường hàng. Nô dồ ni là giống như dư a là hình a rồi sau khi đã có hết từ vựng rồi thì ta dịch lại cho nó trôi chảy ha o ba lap bừ là nơi khoảng cách của phôi và đường hàng nó tan chảy giống như hình a rồi bây giờ chúng ta xem hình a thì hình a nó không có biểu thị khoảng cách giữa phôi và đường hàng mà nó có mấy cái chấm trắng trắng thì cái đó là rổ khí chứ không phải là o ba lap bừ ha rồi tới hình b hình b thì nó có hai cái rãnh giữa phôi và đường hàng và hiện tượng này tiếng Nhật gọi là anda cách tồ hay là tiếng Việt mình còn gọi là khuyết chân á. Rồi hình C thì thể hiện đúng cái hiện tượng ô ba á ha. Đây là cái chỗ tan chảy nè. Nhưng mà câu này á, nó nói giống hình A cho nên là sai. Phải giống hình C mới đúng ha. Rồi câu 3. đen atsu no tan yi wa boruto de aru. câu này có quá cho nên là ta sẽ dịch trước quá ha. Tan y là đơn vị của đen atsu là điện thế là phải nhớ dịch chữ quá nữa ha. Rồi cuối câu dịch lên. Đế à rư là des dẹp luôn. V bô rư là vôn á. Rồi dịch lại nguyên câu. Đơn vị của điện thế là vôn. Rồi câu này đúng rồi ha. Rồi câu 4. hanjido akuyo đô a tư đề wa. yosetsu joken tư no settei tê o. Mà chì gà ư tố. An tê sê ta yô sê tư sa gyo gà. Đề quá cũng là quá đó. Nên mình sẽ dịch từ đây. Yô là hàng A cừ là hồ quang Han gì là bán tự động Vậy nguyên cái cụm này sẽ là Hàng hồ quang bán tự động Hay còn gọi là hàng bán tự động á Quá trong trường hợp này thì dịch là thì Thì sao Rồi đáng lẽ là dịch ở cuối câu Nhưng mà ở đây có ngữ pháp tố là nếu thì Nên ta sẽ dịch ngay chữ tố ha à, Nếu Chi ga ư là sai Sai cái gì thì xem trước ố Xịt tê là thiết lập của Joken là điều kiện hàng. Nếu sai việc thiết lập điều kiện hàng thì sao? Lúc này mới dịch từ cuối câu nè ha. Để kỳ là không thể. Không thể gì thì xem trước gá. Yosetsu Sayo là công việc hàng. Ante là ổn định. Rồi dịch lại nguyên câu. Ở hàng hồ quang bán tự động thì nếu sai việc thiết lập điều kiện hàng thì không thể làm công việc hàng ổn định. Nói cho dễ hiểu là nếu mà chỉnh điện sai thì sẽ không thể hàng ổn định được đó ha. Thì câu này là đúng ha. Rồi câu 5. Furakusu iriwai ya o tsukatta hanji akuyo setsu wa solid do yori ga Ở đây có quá cho nên là ta sẽ dịch trước quá. Hàng, hồ quang, bán tự động, đã sử dụng, wai ya là dây hàng, iri là có, Phương cư sư là thuốc Thì xong trước quá rồi thì ta sẽ dịch từ cuối câu ha Ôi là nhiều Cái gì nhiều thì coi trước giá, Sư bách ta là sĩ hàng mố là so với Solid đồ quay ra là dây đồng Đòi dịch lại nguyên câu Hàng hồ quang bán tự động sử dụng dây thuốc Thì nhiều sĩ hơn so với dây đồng Thì câu này là sai Vì dây thuốc sẽ êm hơn và ít sĩ hơn so với dây đồng Đòi câu 6 Argon gas yoki no iro wa nezumi iro de aru Có quá nên ta dịch trước quá ha Iro là màu của Yoki là bình chứa Gas là khí ga Argon là khí argon Là de aru là des không cần dịch Nezumi iro là màu xám lông chuột Rồi dịch lại nguyên câu Màu của bình chứa argon là màu xám lông chuột thì ở Nhật người ta quy định bình đựng khí theo màu ha Ví dụ khí CO2 thì cái bình nó màu xanh lá cây ở Khí uh, oxy thì bình màu đen Còn khí hạt gông thì bình màu xám lông chuột Cho nên câu này là đúng ha Rồi câu 7 Keburu o nagaku Den ga nagare yasuku naru rồi ở đây có ngữ pháp tố là nếu thì nên ta sẽ dịch từ tố ha nếu làm dài kê rư là dây điện thì Tiếp theo cứ dịch từ cuối câu dịch lên. Nà rư là trở nên. Và sư cư là dễ. Nà rê là chảy. Rồi cái gì trở nên dễ chảy thì mình coi chủ ngữ trước gá ha. Đen riu là dòng điện. Rồi dịch lại nguyên câu. Nếu làm dài dây điện thì dòng điện sẽ trở nên dễ chảy. Thì câu này là sai. Những bạn nào làm hàng rồi á, thì biết á. Khi mà dây điện nó dài quá là nó sẽ nổ lập bập liền ha. Rồi câu 8. Bù dây tố kê rừ gá yurundeitemo aku wa ante suru rồi ở đây có ngữ pháp tế mồ là cho dù nên ta sẽ dịch từ đây trước cho dù yurunde là lỏng lẻo cái gì lỏng lẻo coi chủ nghĩa trước gá kê là dây điện và bồ dai là phôi thì cho dù rồi thì phải có thì ha ante -suru là ổn định cái gì ổn định thì coi trước quá a cừ là hồ quang rồi dịch lại nguyên câu cho dù dây điện và phôi lỏng thì hồ quang cũng ổn định. Thì ý câu này người ta nói đến cái kẹp, kẹp vô cái bàn để mà hàng á. Mà nó lỏng thì cũng có thể hàng ổn định được đó ha. Và như vậy là sai. Rồi, câu chính. Rồi, ở đây có ngữ pháp tế mồ là cho dù. Cho nên là ta sẽ dịch từ tế mồ trước ha. Cho dù. GT là dính. Cái gì dính thì coi chủ ngữ đứng trước gá. Gomi là rác. Hay là Abura là dầu mỡ. Ní là ở. Roru là cuộn. Okuru là tống. Yosetsu là dây hàng. Cho dù rồi phải có thì ha. Thì sao? Dịch từ cuối câu lên. Không. Soji là vệ sinh. Rồi dịch lại nguyên câu cho dù rác hay là dầu mỡ dính ở cuộn tống dây hàng thì cũng không vệ sinh. ý là nó nói cho dù dơ ở cái bộ phận này á thì mình cũng không vệ sinh đó ha và đương nhiên là sai. làm việc thì phải vệ sinh an toàn lao động ha. nơi có mười sirudogasuno diurochosekino memoricango suheni torizukeru. nơi ở đây không có quá hay gá gì hết cho nên là mình cứ dịch từ cuối câu dịch lên thôi. torizukeru là gắn. Sui hê là nằm ngang. Gắn cái gì thì coi trước ố. Memory can là cái này nè ha. Của Choseki là máy điều chỉnh. rio là lưu lượng. Của Shirido sự là khí bảo vệ. Rồi dịch lại nguyên câu. Gắn nằm ngang cái memory can của bộ điều chỉnh lưu lượng khí bảo vệ. Thì nói cho dễ hiểu là nó gắn cái cục này nằm ngang đó ha. Cho nên là sai. Cục này thì phải gắn đứng mới đúng. Rồi câu 11. Maguyo setsu furakusu iri Rồi ở đây có ngữ pháp tố là nếu thì cho nên là ta sẽ dịch từ tố trước. Nếu sử dụng dây có thuốc vô là dùng cho hàng mát thì nếu xong mà phải có thì ha thì sao thì đáng lẽ dịch ở cuối câu nhưng ở đây có tế mồ nữa cho nên là mình phải dịch từ đây trước ha ách tế là cho dù có cà dê là gió thì có thể cái gì có thể thì mình coi trước gá công việc đòi dịch lại nguyên câu nếu sử dụng dây hàng thuốc dùng cho hàng mát thì cho dù có gió cũng có thể làm được hàng gì thì cũng kỵ gió hết cho nên câu này là sai ha rồi câu 12 hanjido Akuyo Setsuyo Waiya ni Sabi ga tsuite Mondai ga nai rồi ở đây có tế mồi cho nên là dịch từ đây trước Cho dù suy là dính Cái gì dính Sabi là rỉ xét Ở dây dùng cho hàng hồ quang bán tự động Thì sao Nay là không Monday là vấn đề Đòi dịch lại nguyên câu Là cho dù rỉ xét có dính ở dây dùng cho hàng bán tự động Thì cũng không có vấn đề Có chứ sao không ha Cho nên là sai Rồi câu 13 Taku setsu wa Hon no mae ni ichigime gime to shite Okonau kumitate Yosetsu de aru Có quá cho nên là sẽ dịch trước quá Taku Yosetsu là hàng đính ha. Rồi quá trong trường hợp này Thì sẽ dịch là là De aru thì mình không dịch Hàng Kumitate là lắp ráp Okonau là tiến hành Toshite là với vai trò Ichigime là quyết định vị trí mae ni là trước của hon yo se là hàng chính thức rồi toàn từ mới không cho nên là các bạn chịu khó ghi lại ha rồi dịch nguyên câu hàng đính là hàng lắp ráp được thực hiện với vai trò quyết định cái vị trí trước khi hàng chính thức rồi có thể dịch lại cho hiểu đó là hàng đính là hàng lắp ráp và nó có cái vai trò là cố định cái vị trí trước khi hàng chính thức ha rồi trong đáp án nó cũng ghi câu này là đúng á rồi câu 14. bốn ruto kankaku ga semai to toke komi furio ga deki yasui nói câu này có tố cho nên là ta sẽ dịch từ tố nếu semai là hẹp cái gì hẹp ruto kankaku là cái khoảng cách giữa hai cái phôi nếu khoảng cách giữa hai phôi mà hẹp thì sao già suy là dễ hình thành là cái gì dễ hình thành toke komi furio là ngấu lỗi là ngấu không có hết đó ha đòi dịch lại nguyên câu nếu khoảng cách giữa hai phôi hẹp thì sẽ dễ hình thành cái độ ngấu lỗi. Thì câu này là đúng ha, vì nếu hai phôi nó hẹp quá đó thì cái đường hàng nó sẽ không có nóng chảy xuống tới ở dưới cùng. Rồi câu 15. Tokekomi furio ga to yosetsu bu wa tsuyoku naru. Rồi câu này cũng có tố luôn, cho nên là ta sẽ dịch từ tố. Nếu có Tokekomi furio là ngấu lỗi thì trở nên mạnh cái gì trở nên mạnh vô bừ là cái chỗ mối hàng ha đầu dịch lại nguyên câu nếu mà có ngấu lỗi hay là ngấu không hết á thì cái chỗ mối hàng nó sẽ trở nên mạnh hơn ngấu không hết thì mạnh cái nỗi gì ha cho nên là câu này sai rồi câu 16 sẽ mai tokoro de hitori de yo setsu suru no wa kiken de aru câu này có quá cho nên là mình sẽ dịch từ trước quá no là cái việc hàng một mình ở nơi chật hẹp thì đế à rư bỏ kiken là nguy hiểm. Đòi dịch lại nguyên câu. Việc hàng một mình ở nơi chật hẹp thì nguy hiểm. Thì câu này là đúng ha. Vì khi hàng ở nơi chật hẹp thì sẽ thiếu oxy cho nên là rất là dễ bị ngất xỉu. Rồi câu 17. Yosetsu suru toki wa tekisetsu na firuta puredo o tsukau. Rồi có quá cho nên là dịch trước quá. Khi hàng thì sử dụng filter preto là cái tấm kính đen ở trong cái mặt nạ hàng đó. Teki Na là thích hợp. đòi dịch lại nguyên câu. Khi hàng thì sử dụng cái kính đen phù hợp. à, câu này là đúng ha. Rồi, câu 18. Takuyo setsu wo suru toki wa ya kawate bukuro tsukawanai. Rồi, có quá. Lậm khi làm cười cửa xe từ là hàng đính thì từ kawanai là không sử dụng kawatebukuro là là bao tay bằng da hay là ashikaba là bao chân đôi dịch lại nguyên câu khi hàng đính thì không sử dụng bao tay hay là bao chân câu này là sai ha tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động là cứ hàng ít hàng nhiều thì cũng phải mặc giác vô hết đôi câu 19 yōsetsu suru toki wa bojimasu ku o tsukau. Ờ, có quá cho nên là dịch từ quá ha. Khi hàng thì sử dụng masuku không biết nữa thôi luôn ha. Bojin là chống bụi. Rồi dịch lại nguyên câu. Khi hàng thì đeo khẩu trang chống bụi. Rồi, đúng không? Đúng ha. Rồi câu 20. Atsui toki ni wa hansode no sagyo fuku de yosetsu suru. Nhi quá thì cũng như là quá thôi ha. Khi trời nóng thì hàng với xà vô phước cừ là quần áo làm việc của han sô là ngắn tay. đôi dịch lại nguyên câu. Khi trời nóng thì hàng với quần áo làm việc ngắn tay. phỏng chết luôn ha. Rồi sai. Rồi vậy là xong cái phần đề mẫu lý thuyết hàng số 1. Rồi các bạn nhớ tập đọc và dịch thường xuyên cho nó quen cái cách dịch từ vựng ha. Không nhớ thì mình mở cái clip ra coi lại, chứ đừng có học cái kiểu mà chết phạt là sẽ không có hiệu quả đâu. Bạn nào có ý kiến hay thắc mắc gì thì vui lòng comment ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.